Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Kiên Music. Hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người máy cây BK3. Thì trong máy cây đó thì có một cây ở đây. Các bạn lấy cây nào được, nói nó chất lượng nó đều như nhau. Mình có tới 4-5 cây á. Mọi người lấy thì alo cho mình. Mình giới thiệu cây này ha. Phím mọi thứ còn nhạy hết nha. Đàn này, để góc này cho mọi người thấy này đó, nó không có bị trẻ này ha. Đàn rất đẹp nha. Đàn cũng như là trong hình cũng như là ngoài đời, nếu các bạn ký thì các bạn cứ soi ký vào, bạn có thể trừ phần trăm ra cho mình phần trăm bao nhiêu, nhưng mà đàn thì đẹp như vậy đấy các bạn. Là mình thu được đàn đẹp thì mình nói đẹp này, thấy mà đó, bộ dữ liệu đầy đủ cho mọi người nha. Ok đó. Cục nguồn zin nha, có chữ Roland đây đó, có chữ Roland đây đấy, nguồn zin nó lấy được nét à, cục nguồn zin đấy. Mọi người chơi thì phải cẩn thận, cái cục nguồn mà cục nguồn lâu nó rất là mệt. Đây cục nguồn zin đây, đấy mọi người, có chữ Roland BK3. Rồi, ok, phím ok, bây giờ test loa cho mọi người nghe ha. Không là đồ chơi của mình thì không phải lo gì hết, các bạn chỉ việc lấy về và chơi thôi. Đó. Đi dây thử cho nó phê ha, cha cha cũng được ha. Loa này, loa trái á, loa bản này, phím bên này là nhạy hết nha mọi người, nhạy hết nè, chỉ cần lấy là chơi thôi chứ không phải nghĩ nhiều. Những cái đàn mà các bạn mà lấy mà nó có vài trục trặc rất là mệt, còn đây mình á thì các bạn yên tâm, mình bảo hành cho 6 tháng đàn không có vấn đề gì hết, cứ việc lấy về việc chơi thôi, không ưng thì đổi cái khác. Đó. Chơi lớn luôn ha. Nhìn đi rất trẻ con nhưng mà lại là đồ của phụ huynh ha. Giá chỉ có 6,5 triệu. Các bạn nào có một cái đàn có USB mấy chục ghi rồi chơi được sampler được các kiểu band 3 chiều đó, đàn mới nó tới 10 mấy triệu đó mọi người, nên mọi người đừng có nghĩ là nó mắc. Đây mọi người thấy ha, đây ha. Nó là thông số của nó đây, mình đọc cho mọi người luôn. Đấy, mọi người thấy rõ ha, B214611. Cái này là cây mà mình đã bán ra Vũng Tàu và lấy lại này. Đó, cậu đấy có bán lại mình này. Đấy, N225 ha. Đó, mọi người nhìn thấy đây ha, nó đầy đủ hết thông tin dưới này ha. Đó, dưới này là 263 Naki Jaguar Hoshio Kiyaku Himetsu CIWG gì đấy, Japan này ha. Nó có hết thông tin như thế này ha. Đây là đàn Nhật chứ không phải là đàn tàu đâu. Đàn tàu thì chỉ vài triệu thôi, nên các ông đừng có nghĩ sao mà không giống mấy cái đàn đấy rẻ như vậy. Thì có mua cái đó là vài bữa về nó hư rồi không có sửa được. Thứ hai nữa là nó rất là phiền phức. Và nói chung là đồ tàu các bạn biết rồi, chất lượng tàu rồi. Đàn Nhật thì nó có những cái đặc biệt của Nhật, nó là nồi đồng cuối đá. Các bạn biết những hãng xe đấy, Roland, xe Honda, xe Toyota này nọ. Nhưng mà cái hạn chế của nó, mình nói thật luôn rồi, nó nhìn nó rất là cục mịch đấy. Cái thiết kế của nó nhìn rất là cục mịch, rất là trẻ con. Nhưng ngược lại nó cục mịch như vậy thì chẳng có cái quái gì để hư hết. Ví dụ như thằng quỷ này, nó là bằng nhựa thì làm sao mà xét, mà bằng sắt nè, cả những cái đàn Yamaha mấy chục triệu hoặc đàn BK5 mà nó vẫn xét nha mọi người. Đấy, lâu ngày nó xét, đàn co nó cũng xét, xét banh luôn. Nhưng mà thằng này nó lại làm bằng nhựa, giống như là cái đàn mà thời 1990, 1888, 1998. Nói chung là những cái đàn 90 đổ lại, 94 đổ lại thì nó là cái kiểu này. Ngày xưa mà năm 20, 510 gì đấy á, là nó làm như vậy. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là
Nhìn nó nhỏ, nó không có hoành tráng giống như Yamaha, cho nên là nhiều người nghĩ là cái này nhỏ bé, nó không có ra gì. Nhưng mà lại ngược lại, nhỏ nhưng mà có vó. Đấy, tôi là tôi không có dạng như là nịnh để kiếm giác đâu, mà tôi thấy chất lượng ngon thì tôi xài lâu, tôi thích tôi xài. Đấy, các bạn thấy cái đàn, ví dụ như cái đàn Yamaha nó to như thế này, nó to như vậy đấy, một cái đàn Yamaha nó bự như vậy đó, rồi cái đàn violin nó lại bé như thế này đấy, to như thế này, bé như thế này đấy, thì người ta sẽ nói là cái này tốt hơn, cái này ngon hơn, thì tiền nó tất nhiên là nó tốt hơn, nhưng mà những cái đàn đời thấp như 463 này nọ, VN300 nó vẫn to các bạn đấy, nhìn to xác, nhìn người ta thích, nhiều người thích to vậy đó. Nhưng mà riêng cái này thì nó gọn nhẹ, với là cái chất lượng của nó đã được tối giản hóa và đưa lên dàn âm thanh, nó rất là hay, rất là chất lượng. Bàn phím này nọ, phím là trâu đó. Đấy, ví dụ như những cái đàn đời cao đầu câm á, cái đàn đầu câm á, là nó bên Roland ngày xưa nó tối giản lại, là nó cắt cái loa luôn, cắt cái loa luôn mọi người, cắt cái loa luôn, nhưng mà sau này mới có loa đấy. Nhưng mà cái loa nó cũng không hay bằng cái loa của dàn nhạc đâu, mà cắm vào dàn nhạc nghe rất tuyệt vời. Nhưng mà Yamaha á, hoặc co thì trên đó nó tích hợp cái loa rồi, nhưng mà các bạn tính mà để đi show á thì là không cần phải phải mua Yamaha, mua Roland cũng được, nó gọn nhẹ, theo mình nghĩ vậy thôi. Còn mỗi người thích một kiểu, thì nếu như mọi người thích có thể gắn cái loa cái âm ly vào, thêm vài ba triệu mua cái âm ly vào thì nó cũng vậy thôi. Còn nếu mà thằng này á, bản chất của nó là dòng synth, nó chơi cho dàn nhạc, nó khí loa ngoài thế này nó sẽ rất là hay, sẽ rất là ok, nó để loa thế này nghe cũng được nhưng mà chưa đã lắm. Bass của nó thì không sâu được như Yamaha đời cao kia, nhưng mà các bạn biết đó, thì nó cắt bớt cái chi phí sản xuất để nó tối giản cho cái phần bo, và nó đẩy cái phần bo ra âm thanh thì rất là hay. Bạn không thân thì các bạn cứ thử, bạn mang loa lại đây cắm vô thử nghe cũng được nữa, nếu bạn có loa. Ok, thì các bạn cứ lựa chọn những cái đàn ưng ý, nếu các bạn ưng cái này thì hú cho mình 0973 955 861. Mình nhắc lại là 0973 955 861. Các bạn mà ưng Yamaha thì cứ lấy Yamaha đây. Đó. Ha. Đó, con Yamaha này. Đó, các bạn cũng có quyền lựa chọn mà, đúng không? Ok. Nhiều kiểu Yamaha nữa trong riêng cái đó, nhưng mà mình giới thiệu cái này đấy. Rồi các bạn subscribe kênh mình nha. Cái gì thì để nhận video mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Ok.